Ông hai người nói chuyện, ông nói chuyện hùng hổ lắm mà sao ông nói ông đi, vì sao giờ ông quay lại là sao? sao Hả? Sao ông biết ổng còn được? thương, Hả? ổng còn thương Rồi mà chị còn thương không ông? còn Nhiều không? cũng nhiều mà Vậy hả? trước sau ấy ngột vậy đó. Trước sau như một vậy đó hả? Thương về điểm gì trời? Không có bí quyết gì không ta? Lọc quá. Thương ổng hả? Không biết là thương ổng cái gì nữa, Thì biết là thương thương ổng gì? ổng nữa. Vậy là thương ổng sao thương trời? Ổng thì tôi thấy ổng mà tôi cũng có cái gu mà. Chào cô chú anh chị nha, thì bây giờ thông tin sẽ tiếp tục trò chuyện với chị Tiền, hỏi về vấn đề giữa chị và anh Hùng. Mời cô chú anh chị cùng theo dõi nha. Thì chị thì cái bữa hôm bữa đó tới nay bây giờ chị với anh Hùng đã nói chuyện, bây giờ là không còn tìm hiểu lẫn nhau nữa hả chị? Dạ. Rồi khi chị nói gì anh nói sao? Dạ anh nói chồng em gì em còn thương chồng em về sống với em rồi. Máy bay nghe. Có nói gì nữa không? Không, tắt máy rồi. Đơn giản vậy luôn. Dạ. Là bao nhiêu ngày rồi? 3-4 ngày đây rồi, cũng có tuần rồi ạ. Có tuần lễ hả? Dạ. Rồi thời gian trước gì ảnh có điện thường không? Anh Hùng á. Cũng thường mà em cũng em nói chuyện với ảnh là em nhớ anh Lộc không à. Vậy hả? Rồi anh dòm anh biết không? Anh nghe anh biết cái cảm giác không? Em không biết, em không biết. Sao không biết trời? Em không biết. Nó trong điện thoại em không biết. Ta chạy tăng lên nghe. Chạy tăng nó chưa chạy chưa có vợ nó trời. Rồi hôm bữa hai người tìm hiểu nhau, gia đình của anh Hùng có điện xuống cho chị không? Dạ không, mà nó nói chuyện với em không à. Vậy. Anh Lộc có làm gì không mà trở ngại hai người không? Em còn trong thương lúc chồng đó. Em mà. Vậy hả? Dạ. Chứ không phải không có do gì anh Lộc làm tác động tới chứ ha. Phải em. Là, giống như là chị giờ chị cũng vẫn còn thương anh Lộc vậy đó. Dạ. Cho nên thì chị mới chấm dứt cái câu chuyện tìm hiểu giữa chị với anh Hùng. Dạ. Thôi thì vậy thì cũng tốt, mình cũng thương còn thương chồng thì cứ quay về thôi. Dạ. Cũng vui. Rồi anh nghe chị nói vậy rồi chị thấy cảm giác anh có buồn không chị? Anh Hùng á. Thấy ông cũng bình thường mà. Bình thường hả? Dạ. Thì hôm đó hai người ở đây, ông ở đây lâu không? Không, mà là bữa đó tới giờ đó. Ừ. Xuống đây có một bữa một tới nay luôn vậy hả? Dạ. Chứ đâu có tới lui thường nữa hả? Không, điện nói chuyện điện thoại không à. Rồi hôm gà cũng không gọi luôn, chị nói vậy là ông cũng không gọi luôn. Không. Cũng mừng cho chị Tiền với anh Lộc, coi như là hai người sau mà cái sự việc dang dở một thời gian thì cả hai cũng tìm lại được với nhau, thì do là cái họ là không không có gì ngăn cách được đó, thì thường mình có nói cái câu đó bởi vì họ đã quay lại thì cũng mừng. Rồi về ông cũng là, ủa mà tối giờ ông còn ngủ ở dưới đó không qua nay á? Không, lên giường ngủ rồi. Mà cái giường mới lớn nữa, 3-4 người ngủ sao đủ trời. 3 người, con Nguyên ở ngủ với ổng. Là con bé, bé nhỏ lớn ha. Dạ, rồi ba mẹ, hai mẹ con với ổng ngủ trong giường. Vui, cũng mừng. Nhưng mà cái người buồn sắp tới đây sẽ là ngoại Đặng. Khi con trai ngoại đi xa nữa thì... Bớt lên cơn nữa nè. Hả? Tới bắt anh cơn nữa nè. Ừ, bắt đầu tới ngoại Đặng đó nè, ngoại Đặng mai mốt tới ngoại Đặng đi kiếm ông Lộc nữa nè. Thời gian ông Lộc chết nữa nè nha. Thời gian trước á, là ha, em mới thật sự em vô em quay ngoại á, ha, là dạ. Ngoại cứ nói ông Lộc chết hoài. Ừ, chết nữa nè. Mà em nói ừ. Ai mà làm cái gì đâu mà ông Lộc chết. Ông nói trời ơi gì công an gì nó báo, có người ta báo nó ông Lộc chết rồi, cái về bả lập bàn thờ, bả thờ, bả đốt nhang rồi. Ừ. Bà làm thế ấn, mà lúc đó thì em chưa có hiểu cái cốt truyện sâu xa như bây giờ. Dạ.
Thì cái thời gian gần đây thì tới lui lên xuống thường thì em mới biết rồi đó. Ngoại thì bà biết bà thương ông Lộc nhiều lắm. Thương thương chứ, cũng cho ông Lộc có vợ chứ trời. Bà cũng cho gì, nói gì vậy? Dạ. Hả? Dạ. Bộ bà sợ ông cấm hả vậy? Dạ. Bà sợ bà ngoại cấm không cho ông Lộc ở với chị hả? Sao nữa. Biết sao là sao? Thì theo như chị hôm qua hôm kia chị về chảnh thì chị thấy sao? Thấy cũng bình thường mà không biết sao nữa đây. Biết sao nữa đây là biết sao trời. Đây tới là biết sao nữa nè, bá sao nữa nè. Ý chị nói là trong thời gian tới ha. Dạ. Thì trong thời gian tới thì tỉnh thoảng rồi nói anh Lộc chở chị về ngoại thăm ngoại. Sao mà thở dài? Thấy bả em gầu quá trời đó. Ông Lộc có vợ bá, bá không chịu em hay vậy? Không phải không chịu đâu, nhưng mà bá không chịu em hay vậy? Trời ơi sao không chịu, bả thương chị lắm ở ngoại á, chứ không chịu gì. Bả không thích em hay vậy? Sao? Sao chị nói bả không thích em gì? Từ chỗ nào mà chị thấy ngoài đặng không thích chị? Rồi chị nói thử coi. Bả có nói với em, mới nói kêu ông Lộc về đây đi. Con kêu ông Lộc về đây đi, con ở dưới, mẹ con ở dưới đi, cho ông Lộc ở đây. Bà nói mà lúc mà chưa có quay phim đó nha. Em mới vô lần đầu bà nói rồi. Má con cho ông Lộc về đây đi. Lâu chưa? Bà nói lâu rồi, em đi về chảnh là bà nói à. Hồi đó lúc trước nó khác, bây giờ nó khác, bây giờ nó ở. Cái thời gian đó là chị biết không, em đi vô em quay ngoại á, nhiều khi mới có ba cái đồ đạc này nọ tập dở hay là cái gì đó, bánh trái rồi là mới để dành mới chừa lại cho con chị không. Kêu em mấy lần chở xuống dưới đây, em nói em đâu có biết chỗ đâu mà chở. Đòi xuống thăm cháu nội. Rồi thăm Lộc, thăm chị đồ. Rồi mấy lần đó thì em đâu có biết đâu mà chở. Chứ thì tỉnh thoảng thì hai người đó cũng thường xuyên về chở thăm ngoại, bà cũng tám mấy tuổi rồi. Mà chị rồi sao mà lúc trước cái số tiền mà bán nhà ra mấy trăm triệu ra đâu mà không làm sao mà tiêu hết trơn luôn chị? Em biết đâu có đó, em không, không có biết. Dạ, đó là nhà cửa. Không, vậy cái em không có tiền bạc hay trơn. Quen ổng giờ là em không biết ổng tiền bạc, không biết cái vụ đó. Hôm bữa quay trên trển hỏi ổng nói giờ ổng nghĩ cái số tiền đó thấy tiếc quá. Bán nhà bán đất mà em không có biết. Đối với anh Lộc với chị á, với ngoại rồi có số tiền mấy trăm triệu có lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. Với bản thân em giờ cũng vậy chứ gì. Sống giờ nó xuống cấp nó khó khăn. Mà với cái số tiền lớn đó mình để nó hết một cái mà không biết cái nguyên do đó. Rất là ổn, nó tiếc lắm. Nó làm gì làm cũng có một cái mái nhà nó sẽ ấm cúng. Dạ đúng rồi. Nếu mà giữ được tới giờ thì biết đâu mà mai mốt chị với Lộc chị đó ở cũng vẫn được. Vì sao lúc trước chị không chịu gì trả nợ chị tiền? Lúc đó em hỏi ngoại hoài, ngoại nói chị không chịu gì trả nợ. Em quen ổng lâu rồi mà ổng không có chơi gì trển, không biết có trển nha. Em không có biết có trển luôn á. Vậy là chị quen anh Lộc lâu rồi hả? Lâu rồi mà ổng cho dắt chìa. Ổng nói bà cùng điên á, gì trển chi. Vậy hả? À, nói ổng nói cho em vậy đó. Vì sao lúc đó chị không đòi một hai nó về biết mặt mẹ chồng? Ổng nói thôi thôi bà khùng chết. Ổng nói vậy đó. Nói gì không nói thẳng với em vậy luôn á. Không có ăn nói kỳ cục như gì. Không nói thẳng với em vậy đó. Thì hai người tìm hiểu với nhau cũng phải cho chị đi về trên đó để mà biết mặt mẹ ổng đồ hay gì. Thường ổng đi làm gì mấy giờ ổng mới về chứ này? Dạ 6-7 giờ, 7 giờ. Dữ vậy, y gan như bữa hổm nữa rồi. Ừ, ở việc ở đó đó, đúng rồi đó. Bữa đó thì ổng cũng đâu cũng 7 giờ ngoài mới về đó. Ổng về tối vậy không đó. Sao bà ông hỏi ông làm gì về tối vậy? Ổng mới làm rồi về tắm rửa nữa. Gì? Tắm rửa với xong ổng mới về đây. Tắm rửa xong rồi mới về dưới đây? Dạ. Vậy là từ qua nay ổng về bên đây là ổng đi vắt gạo lại nghỉ đi đập tường đập vách nhà cho ta rồi. Ấy rồi. Nghỉ đi làm rồi ha. Tôi nghĩ ổng hổm thì ổng cũng có chuyện gì đó rồi ổng dịnh thấy ổng ốm rồi. Thấy ổng gà thấy ổng ốm á. Thì như vậy chả ổng ăn uống rồi sao ổng ốm? Ổng ốm. Giận thì nói gì chứ nó vẫn còn thương.
thấy người yêu của mình, vợ mình, vợ vậy nó bắt đầu cái nhót bụng hết rồi, trong bụng đánh lô tô hết rồi. Bữa hổm hỏi hoài, hỏi hai người chừng nào đám cưới. Anh Phong nó nói hỏi gì vậy, chị người ta hỏi gì vậy, hỏi đám cưới là có tiền hay gì mà không hỏi gì vậy. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh theo dõi để nhận những video mới nhất về Ngoại Đặng Anh Lộc Chi Tiền nha cả nhà. Bây giờ Thanh Liêm cũng xin tạm dừng video tại đây cả nhà ơi.